Theo của ông Joe Biden, ông nói cho biết là thêm là 200 million cái thuốc ngừa kế tiếp. Trong lúc này thì cái số người chết ở trên nước Mỹ cũng đang tăng lên chút chút, rồi số người nhiễm bệnh cũng tăng. Và hiện tại ngay bây giờ, ít nhất là 35 million người ở trên nước Mỹ đã được chích thuốc ngừa một lần trong ngày hôm nay thì về những người bị nhiễm COVID-19 Thiên nằm trong nhà thương cũng được giảm xuống là 76.979 người. Đây là của đài họ có thêm tin tức báo cho chúng ta biết về chuyện này. Ngay lúc này về cái chuyện đang cần thiết về túc ngừa của COVID-19, Thiên những cái chỗ cần thiết để mà chích túc ngừa thì đây là chỗ đó. Stadium chỗ này. The largest vaccination sites in the nation, chỗ này là cái một trong những chỗ lớn ở trên nước Mỹ về chuyện chích túc ngừa của COVID-19. Và ở bên LA cũng có thêm bốn chỗ khác nữa, cũng mở ra rất là lớn để chích túc ngừa. Ngay bây giờ thì họ đang shutting down những cái chỗ như vậy trong hai ngày kế tiếp những cái chỗ mà mở ra chích thúc ngừa hiện tại ngay bây giờ họ báo cho biết là họ không còn thuốc ngừa để mà chích nữa đây là cái ông mà ở bên Los Angeles đó, ông Mayor thì ông nói ông rất là lo ngại về cái chuyện này tại vì mọi người cũng biết là bên Los Angeles đó, bị coi việc này thiên rất là nặng ở bên đó thì ngay bây giờ tới ngày hôm nay mà không có thuốc ngừa chích nữa thì đang bị chuyện vậy mà vậy nữa thì là chết chắc đó. Và ông nói về cái chuyện mà thuốc ngừa của COVID-19 thì nó không có even, không có đồng điều với nhau. Và cũng không có đón biết được là tiểu bang của ông, thành phố của ông sẽ nhận được bao nhiêu thuốc ngừa kế tiếp. Hiện tại ngay bây giờ bên California là cái tiểu bang mà số người chết nhiều nhất ở trên Hoa Kỳ. Và California cũng là một trong những tiểu bang ở Hoa Kỳ đang cần thiết về cái chuyện thuốc ngừa nhiều hơn những tiểu bang khác nữa. Đây là ở bên New York, ông Andrew, ông nói mơ miêu dành người ở bên New York. Và 10 million người đang tìm kiếm tuy hăng luật nhà 300 thôi là thuốc ngừa của Covid-19. Several super sites across the country are inoculating those eligible at a fraction of capacity. Ở bên New York họ đưa ra cũng nhiều chỗ để chích thuốc ngừa, hiện tại bây giờ có nhiều chỗ bên đó họ cũng đang chích thuốc ngừa cho người ta. Đó là theo ông Ông đốc của bên California ông nói cho biết hiện tại bây giờ bên California đã đưa hết thuốc ngừa ra rồi, không có còn một cái thuốc ngừa nào của trong chỗ nào để giữ trơn đó. Cho nên ngay bây giờ đã chích hết rồi đó, đang đợi chính phủ gửi tới thôi. Và nói về cái chuyện mà đang đợi những cái chỗ hãng xưởng mà họ làm thuốc ngừa ra thì tới ngày hôm nay ông Dr Fauci ông nói cho Ờ, mình biết như vậy. April, Và ông báo cho biết giống như cho tới khoảng tháng 4 thì chúng ta sẽ có nhiều thuốc ngừa để chích cho tất cả mọi người. Không cần biết tuổi như thế nào, ai mà muốn chích thuốc ngừa thì đều được chích thuốc ngừa và hiện tại bây giờ những chỗ mà lớn giống như chỗ, chỗ chơi thể thao này đó chỗ này thì họ nói họ đóng cửa vào ngày mai nhưng mà cũng trên nước Mỹ cũng có nhiều cái chỗ pharmacy những cái chỗ nhà thuốc tây nhỏ thì họ nói ngày hôm nay họ sẽ mở cửa và chích thuốc ngừa và tính ra đó là những cái chỗ nhà thuốc Tây đó chỉ được một chút xíu thuốc ngừa thôi để mà chích cho mọi người, không có bằng giống như những cái chỗ lớn như vậy, tây điểm lớn ở bên Los Angeles á, thì uh, rất là nhiều thuốc ngừa để chích cho mọi người mà tới ngày hôm nay cũng là sắp run out rồi. Old, Đây là đứa nhỏ này là 12 tuổi, tên là Caleb Chung. Có thể là anh ta là cái người, cái chìa khóa để mà cho hết về chuyện bị COVID-19 anh ta là một trong hai ngàn người enroll for... ảnh là một trong hai ngàn người đưa vô là cái chuyện mà thử thuốc ngừa của hãng Pfizer cho mấy đứa nhỏ đài hỏi đứa nhỏ đó 12 tuổi đó cảm thấy là mình giống như một người anh hùng hay không tại thử thuốc thì à, đứa nhỏ nói khai giống vậy đó <laughs> I know that um, doing this vaccine trial could really um, has the potential to really help out um, in the world of um, children. Và theo đứa nhỏ nói về cái chuyện mà thử thuốc ngừa của COVID-19 lần này thì có thể là giúp đỡ cho những đứa nhỏ ở trên thế giới cho nên anh ta mới chịu đứng ra thử thuốc lần này về cái chuyện con 19 thiên thì những đứa nhỏ không có bị nguy hiểm cho lắm về cái con này theo họ tính toán thì những đứa nhỏ lây nhiễm con 19 thiên ít hơn những người lớn và lây nhiễm khoảng chừng 25 tính ra nhiều người trên nước Mỹ đó chích thuốc ngừa cho mấy đứa nhỏ thì cũng rất là quan trọng để cho nó trở thành bình thường ừ, giống như hồi trước đó và ngay bây giờ đó về cái chuyện mà chích thuốc ngừa cho mấy đứa nhỏ thì rất là cần thiết để trước khi mà về cái con việc này thiên nó kêu bằng lây nhiễm nặng này kia thì phải cần chích thúc ngừa cho mấy đứa nhỏ và but... dạ, theo ông Dr. Anthony Fauci, ông hy vọng là chích thuốc ngừa cho mấy đứa nhỏ được vào mùa hè năm nay. về cái chuyện mà chích thuốc ngừa cho mấy đứa trẻ đó là khác, còn mấy đứa nhỏ mà dưới tuổi là khác nữa, cho nên cái thật sự nó như thế nào thì chúng ta không có biết chắc chắn một trăm phần trăm. Hiện tại như bây giờ hãng Pfizer họ báo cho biết là họ đang nghiên cứu về những cái lứa tuổi khoảng chừng 12 cho tới 15 tuổi ngay bây giờ và ngay bây giờ thì họ cho những người 12 tới 15 tuổi trước sau khi đó thì họ sẽ cho thử thuốc ngừa cho những đứa nhỏ từ 5 cho tới 11 tuổi 12 2022 theo cái hãng mà họ nói cho biết là hiện tại họ nghiên cứu nhưng mà có lẽ là tới 2022 lúc đó họ mới biết thật sự là thuốc ngừa có giúp đỡ cho những đứa trẻ mà dưới 12 tuổi hay không hay như thế nào kế tiếp. Parents, can... Những người phụ huynh học sinh đó, muốn cho mấy đứa con mình để mà thử thuốc ngừa này thì đây là một cái chuyện rất là lớn cái anh này làm chung nhà thương thì anh thấy gì anh cho con anh thử đó Và anh nói giống như tôi đây giống như rất là exciting điền cho con mình thử thuốc ngừa hỏi ý con mình coi có muốn chích thuốc ngừa thử hay không đang thử thuốc hay không thì con chịu thì mới làm và lúc đó hai uh, cha con mới quyết định để mà thử thuốc ngược Mẹ cũng uh, đưa con mình thử đó Và đứa nhỏ này mới trả lời đài hỏi đó Thử thuốc này kia Đứa nhỏ nói cho biết là Đây là cái cách mà giúp đỡ cho về cái chuyện COVID-19 của chúng ta À, chung với nhau thì cần phải làm như vậy để mà coi biết như thế nào như thế nào có giúp đỡ về à, thuốc ngừa hay không ra sao ra sao cho mấy đứa trẻ thì những người người chịu giúp như vậy thì mới giúp đỡ cho tương lai kế tiếp. Và ngày hôm nay nhiều đứa nhỏ giống như săn tay áo sửa soạn sẵn sàng để mà chích thuốc ngừa thử thuốc và yeah, đây là nít thôi cũng làm những cái chuyện nên làm để giúp đỡ cho về phần việc này thiên ở trên nước mỹ đó